Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay tiếp tục chia sẻ với các bạn những cái cung đường của miền núi các bạn nhé. Hôm nay mình có chuyến đi từ Chiêm Hóa, Tuyên Quang đi xuống Hà Nội. Thì mình cũng quay để chia sẻ lại các bạn cái cung đường từ huyện Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang đi xuống Hà Nội thì chúng ta đi qua những cái con đường nào. Hiện tại mình đang đi ở đây là trên cái tuyến quốc lộ 2C các bạn ạ. Hướng từ khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình để đi lên thị trấn huyện Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang, thị trấn Vĩnh Lộc đấy các bạn nhé, của huyện Chiêm Hóa. Thì mình sẽ đi qua cái tuyến quốc lộ 2C mà nối liền từ Bắc Cạn sang Linh Phú của Chiêm Hóa rồi đi sang ra thị trấn này. Đây mình đang đi cái con đường mà rất là đẹp và cũng rất là cua. Chỗ này thì có những cái cua cũng khá là gấp, gọi là cua Tây Áo các bạn ạ. Chỗ này thì những cái xe đầu kéo mà chạy cái đoạn này thì cũng rất là vất vả này. Cua rất là gấp, cua hình chữ S, chữ M luôn này. Giống như chữ M Hà Giang ấy, nhưng mà nó không gấp bằng, nó không dốc thôi các bạn ạ. Là đường bằng nhưng mà nó cũng khá là dốc, cũng khá là cua. Đấy, không khác thì cua chữ M nhưng mà đây kiểu cua chữ Z. Đường thì hai làn ngược xuôi, đường quốc lộ mà các bạn, chỉ có giải phân cách mềm ở giữa thôi. Bên trái là một dòng sông Nô được nối liền với cả cái thủy điện Na Hang và thủy điện Chiêm Hóa các bạn ạ. Đến chỗ này thì chúng ta đã bắt đầu đến biển đông dân cư của khu thị trấn Chiêm Hóa đấy. Thị trấn Vĩnh Lộc đây. Chỗ này thì cảnh cực kỳ đẹp, hoa nâu ở bên dưới là sông Gâm, nước xanh biếc các bạn ạ. Dân cư ở khu này thì chưa đông, lấy một đoạn nữa, chút nữa lên kia thì mới thấy có nhà dân các bạn ạ. Chỗ này thì giáp thị trấn thì chưa có dân mấy. Đây, cách đầu cầu thị trấn khoảng 500m thì bắt đầu đã có những cái quán tạp hóa, nhà nghỉ, xưởng sửa chữa các kiểu. Rất là sầm uất các bạn nhé. Từ đây đi vào thì nhìn rất là hoành tráng luôn. Ở khu vực này thì có cả điện máy xanh, Thế Giới Di Động, đầy đủ hết. Nói chung là một thị trấn ở vùng cao mà khá là phát triển nha các bạn. Đấy. Chỗ này là có rất là nhiều cái cửa hàng tạp hóa này. Đây là cây cầu huyền thoại của Chiêm Hóa các bạn nhé. Cây cầu này nó phải tầm mấy chục năm rồi đấy. Từ ngày mình còn bé tí mà bây giờ chắc nó phải rơi tầm 30 năm rồi. Khoảng đấy, nếu mà bạn nào biết chính xác thì cho mình cái thông tin ở dưới phần bình luận nhé. Mình chia sẻ với các bạn toàn cảnh cái thị trấn Chiêm Hóa này. Đấy. Đi xem nó như nào thì mọi người cùng tham quan. Kênh mình thì cũng chủ yếu là chia sẻ với các bạn những cái đường đi và tuyến đường mà mình hay đi qua và mình chia sẻ lại mọi người thôi. Chứ không review chi tiết được cái ẩm thực văn hóa vùng miền, vì cái đấy thì cần rất nhiều thời gian mà mình thì chưa có nhiều thời gian để đi chi tiết được. Thì phía bên phải chúng ta là sân vận động với tổ chức ra hội tung còn, hội lùng tùng đầu năm đấy các bạn, vẫn còn sân khấu còn chưa dỡ cơ. Rồi lễ giao quân, quân đội, bộ đội đó. Thì thị trấn này thì cũng không được dài lắm đâu, cũng bình thường thôi, khoảng 1-2 cây các bạn. Cái đoạn khu đông dân cư thì khoảng 1-2 cây thôi, còn ra ngoài hết thị trấn thì nó phải tầm 3-4 cây. Đấy, vừa đi qua cái chỗ trung tâm thị trấn xong, chỗ sân bóng là trung tâm thị trấn các bạn nhé. Đoạn này thì một lối chúng ta sẽ rẽ phải để đi vào bệnh viện huyện, và hướng đi thẳng này là để đi xuống miền xuôi đây, đi xuống Hà Nội ra. Ở đây có cả con ba bánh này, chạy khá là hay này. Đấy. Khu này thì rất nhiều các cửa hàng điện thoại, cây xăng ở khu này các bạn nhé. Nếu mà chúng ta đi không quen đường có thể là ra khu này để đổ xăng cho nó chắc ăn, vì cây xăng ở đây thì nó cũng không nhiều như ở nơi khác, khoảng 5 đến 10 cây thì mới có một cây xăng các bạn ạ. Chúng ta không quen thì tốt nhất là cứ tiện là gặp là đổ luôn. Nhưng mà hôm nay mình phun bình rồi cho nên là mình đi thẳng luôn, không đổ xuống Hà Nội đổ các bạn.
đổ Hà Nội thì mình quen hơn. Ít khi mình đổ ở đây, trừ khi nào nhỡ thôi. Còn đa số là mình toàn đổ từ dưới Hà Nội xong mình đi về. Đi về xong lại đi xuống thì hết có lửa bình nữa các bạn. Xe của mình nó ăn cũng khá là khiêm tốn, nó chỉ khoảng 5 lít quay đầu thôi. Cho nên là chạy một vòng khoảng 400 cây thì nó chỉ rơi vào tầm lửa bình. Lửa bình là thoải mái các bạn ạ. Thì bây giờ đấy là đi cao tốc nhé. Đi đường kia thì chắc là nó hao hơn tí. Đi cao tốc thì nó nhanh hơn. Đấy. Các bạn thấy cái đoạn này đẹp không? Rất là đẹp luôn nha các bạn. Cờ hoa các kiểu. Chung là một cái thị trấn vùng cao, miền núi mà được như này thì cũng rất là hoành tráng rồi. Mình thấy khá là phát triển. Đây, chỗ này chi cục thuế, phòng tài chính kế hoạch rất là hoành tráng luôn. Khu vực Chiêm Hóa Hàm Yên, hai huyện chung nhau một cái chi cục thuế hay sao thấy ghi tên của hai huyện, huyện Hàm Yên và huyện Chiêm Hóa. Hàm Yên thì giáp với cả Hà Giang này các bạn. Thì đi một đoạn thì đã gần đến với khu vực biển, hết khu thị trấn các bạn nhé, hết khu đông dân cư thì chúng ta có thể được chạy tốc độ cao hơn một chút. Đường thì không to nhưng mà đủ điều kiện để chúng ta chạy 7-80. À, đây họ mới rửa đường nên hơi ướt các bạn nhé. Đường người ta rửa cho nên là đi nó sẽ hơi bắn một tí, có tiếng lách tách ở bên xe. À, thế là chúng ta đã ra hết thị trấn nhé. Các anh vượt khá là nguy hiểm. Đoạn cua mà các anh vượt như này thì rất chi là nguy hiểm nếu mà thiếu tầm nhìn. À, tuyến đường vùng cao thì nó cũng như bao các huyện tỉnh khác thôi, nhưng mà ở đây thì được cái là ít xe hơn các bạn ạ. Tuyến này thì nó thông huyện với cả huyện Na Hàng. Na Hàng thì đang là một huyện đang rất là phát triển về du lịch dưới lòng hồ thủy điện Na Hàng, nơi điểm đến rất là mới và đẹp của dân phượt và dân du lịch thiên nhiên. Ai mà yêu thích thiên nhiên thì đến với Na Hàng thì quá là tuyệt vời rồi. À, tiện đây thì cũng giới thiệu luôn về cái khu du lịch của Tuyên Quang luôn. Các bạn thấy đoạn này thẳng không? Thẳng tắp luôn đấy. Ở này chạy 80 ok. Chúng ta nên quan sát và chủ động những cái trường hợp như trong nhà phi ra hoặc là trâu bò chó gà. Rất là phải lưu ý cái vấn đề đấy, vì vì đường này là đường quốc lộ, rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Nên là lúc nào phải chủ động. Nếu mà cứ được đường như này đi thì cũng chả kém gì cao tốc nữa mọi người nhỉ. 80 cây trên giờ cứ thế mà phóng thì cũng ngang cao tốc, hơn cao tốc nhiều khi còn không đi được 80. Biển thì cho đi 100 nhưng mà nhiều khi chỉ chạy được 70, bởi vì có rất là nhiều thanh niên ôm nàn chỉ chạy 6-70. Chứ ta đây không sai là ta phang, không có ý thức. Đường thì vắng nhưng mà cứ ôm làn trái chạy 60-70 rất là chán luôn. Cái đấy là thuộc vào ý thức chứ không phải thuộc về luật pháp. Luật thì không cấm chạy trên 60 nhưng mà chạy chậm, nhưng mà ta chạy chậm thì nên đi vào cái làn bên trong, nhường làn bên trái để cho ai có nhu cầu đi đúng tốc độ thì người ta đi thì nó được việc. Thì ai đi lên cao tốc, ví dụ như cao tốc Nội Bài Lào Cai hôm qua mình đi đường 100 nhưng mà có mấy bác mà cứ sang bò 70, cả xe con cả xe tải. Thực sự là đi như thế rất gây ức chế. Về luật thì không sai nhưng mà đi như thế là người ta đánh giá và cái ý thức là nó rất là kém, gây ảnh hưởng đến người khác. Bởi vì nếu chúng ta đi chậm thì chúng ta có thể đi vào cái làn trong, họ đi 70, 80 thoải mái, nhường lại cái làn bên trái cho những ai mà có nhu cầu người ta đi nhanh, đi đúng tốc độ. Các bạn có cùng quan điểm thì cho mình một like nhé, một chia sẻ video để lan tỏa những cái hành động, những cái
ý thức văn hóa đi xe để cho mọi người cùng tham gia giao thông được an toàn hơn. Đường này thì nhỏ các bạn ạ, nên là vượt xe máy như là phải lấn sang làn ngược chiều, nếu như mà đủ an toàn thì chúng ta cứ lấn sang làn ngược chiều để vượt thôi, chỉ cần bảo là đợi xe máy họ đi vào giáp riêng để mình đi đúng cái vạch này thì chắc là không đi được. Nếu mà có xe ngược chiều thì chúng ta phải về đúng đường, còn nếu mà không có xe ngược chiều mà vạch đứt thì chúng ta có thể lấn sang một chút để chúng ta tránh xe máy, để an toàn cho mình và an toàn cho người đi xe máy các bạn nhé. Cho nên là vì sao mình có đường vạch đứt nên vạch liền là nó vì cái vấn đề đấy. Đây, những bác xe tải này, bác đi như này thì cái đoạn này cua thì mình không có tầm nhìn và không đủ an toàn thì mình chỉ đi sau thôi các bạn ạ. Nếu mà đủ tầm nhìn thì đủ an toàn thì mới vượt nhé, chứ vượt khuất tầm nhìn một con xe to như thế này thì rất dễ nguy cơ xảy ra va quẹt một xe ngược chiều, vì thì mọi thứ nó rất là phức tạp luôn. Chung là đi miền núi này thì cần kinh nghiệm rất là nhiều các bạn ạ. Trước mình cũng đã nhiều năm mình chạy taxi rồi cho nên là không dám khoe khoang, nhưng mà chung là cũng có một chút kinh nghiệm đi xe để làm sao cho nó an toàn cho mình và những phương tiện khác. Không nên hấp tấp vội vàng, có những cái giá rất là đắt. Ở đây thì một chút nữa thì mình sẽ dẫn các bạn đến một con đèo, ta gọi là đèo gà. Đi thì cũng khá là cua nhưng mà nó không dốc lắm đâu các bạn, đèo ấy thì vẫn đi 6-70 thoải mái. Đoạn này thẳng để mình xin vượt, chỗ này có xe rồi. Đấy, có xe ngược chiều, bác tài trước rất là lịch sự luôn, xi nhan cảnh báo có phương tiện ngược chiều là chúng ta không nên vượt, tại chúng ta nên quan sát đấy các bạn nhé. Vì người ta đi đằng trước thì người ta bao giờ quan sát nó tốt hơn mình đi đằng sau. Khi mà cảm thấy không đủ an toàn thì người ta sẽ ra tín hiệu để không cho mình vượt, bởi vì mình đằng sau mình không nhìn thấy mà. Đấy, như đoạn này thẳng rồi thì mình lại xin vượt. Bác tài bác đang tránh cái xe máy này xong bác ấy sẽ cho mình vượt. Đấy, bạn nhìn thấy xe đằng trước người ta cho vượt nào. Cho vượt là người ta xi nhan bên phải để cho mình vượt luôn. Khi vượt xong thì xi nhan để chuyển về làn của mình. À, nói chung là đi đường mà gặp phải các bác tài mà ăn ý thì đi rất là an toàn luôn các bạn ạ. Đấy. Vượt được thì chúng ta nên để cho xe phía sau vượt, chúng ta không nên đì lại làm gì nếu mà đủ an toàn các bạn nhé. Không đủ an toàn thì chúng ta không cho vượt, còn nếu mà đủ an toàn thì chúng ta nên nhường đường để cho các phương tiện lưu thông nó được ok. Đấy, mình cũng chia sẻ một chút cái kinh nghiệm của mình thôi, còn các bạn như thế nào thì các bạn hãy comment. Nếu mà thấy video mà hay thì cho mình xin một chia sẻ. Đến đoạn này thì cũng gần đến với khu vực đèo gà rồi. Đoạn này thì hơi cua các bạn nhé, mình chạy thì cũng đúng tốc độ thôi. Đây, đèo gà, đường dốc quanh co nguy hiểm. Bắt đầu biển báo khu vực đến đèo rồi, thì bắt đầu là cua các bạn ạ. Đây, rất là cua luôn. Nhưng mà mình thì quen đường các bạn nhé. Xin lưu ý đây là mình quen đường mình mới đi được cái tốc độ như thế này, chứ nếu mà các bạn không quen đường thì tốt nhất là vừa đi vừa quan sát kỹ, bởi vì không quen đường mà đi đường đèo thì rất là nguy hiểm. Cho nên là nếu mà quen đường mà tầm nhìn tốt như hôm nay trời quang không mây mù thì mình tự tin mình đi được, và giờ này đường cũng rất là vắng. Nếu mà đường đông thì chúng ta đi phải lưu ý rất là nhiều, hoặc là ban đêm sương mù. Đường này thì ban đêm sương mù hơi bị nhiều các bạn nhé, nên chúng ta phải cực kỳ là cẩn thận. Đấy, bắt đầu đến cái đoạn đường nghiêng này, khu vực sạt lở đá rơi, biển báo rất rõ ràng. Chỗ này lần trước mình đi vào đúng hôm rồi mưa, mưa rào ấy thì mưa to các bạn, thì đất đá nó trôi lồng nhỏng ở trên đường này luôn, mà hôm ấy trời tối om, đi đêm không làm nào quay lại được các bạn, bắt buộc phải đi mà cứ đi lồm nhổm trên đá ấy. Nước thì chảy như sông như suối trên đường và đọc đá là đá thôi. Hôm ấy đi là một hôm mạo hiểm nhất.
Hôm ý xe mình thì vẫn là đèn sáng trắng, chưa có cái đèn vàng, cho nên là thực sự khi mưa xuống mà cái đèn sáng trắng này nhìn cực kỳ là khó luôn, gần như không nhìn được dưới mù luôn các bạn. Cua chưa hết cua, vẫn còn là toàn những cái cua gấp cực kỳ luôn. Chỗ này có một cái cây đa rất là cổ thụ, đi lên đoạn này cực kỳ là ghê, âm u tối tăm. Đây là gần lên đến đỉnh đèo rồi các bạn nhé. Khu vực trước mặt chúng ta đây là đỉnh đèo. Đỉnh đèo thì chỗ này họ được mở rộng ra để làm cái chỗ nghỉ chân cho những cái xe mà người ta nặng, người ta bò lên đây thì có thể là nghỉ được một chút đấy các bạn. Này, chỗ này bắt đầu đổ xuống đèo đây. Khung cảnh ở đây tuyệt vời luôn. Trời hôm nay rất là trong lành các bạn ạ. Cảm giác mà mát, nó yên bình. Xe đầu kéo các bạn thấy ông bò rất là vất vả lên đèo ấy. Trông thì nó thế này thôi các bạn ạ, nhưng mà cũng dốc phết đấy. Xe nặng là phải bò số thấp nhất để bò cho nó an toàn, chứ không nó sẽ bị đuối. Cái vế ở bên này thì nó cũng đỡ dốc hơn vế bên kia các bạn, vế bên kia thì nó dốc hơn. Đó, xuống đây ui cua này. Bên này thấy rồng rất nhiều hoa đào, nhưng năm nay thì không thể có hoa, rậm rạp quá, khả năng là không được chăm bón nên là thấy tùm hết rồi. Trước cũng thấy rồng rất nhiều cành đào, bây giờ vẫn còn một số cành vẫn còn sống ấy, nhưng mà nó nổi mỗi thỉnh thoảng có chỗ thôi các bạn. Chắc mình thấy rồng hết một loạt đấy, nhưng mà chắc là không sống được hết. Đi từ huyện Chiêm Hóa xuống thì chỉ có mỗi con đèo này thôi các bạn. Con đèo này là gọi là cua rồi, còn những cái con đèo khác thì nó chỉ với mình nghĩ nó chỉ là con dốc thôi. Nó gọi là đèo nhưng mà mình nghĩ nó chỉ là hơn dốc tí thôi, còn đây thì mới gọi là đèo. Đèo này thì nói chung là cũng quá ngon rồi, quốc lộ 2C này thì to các bạn ạ. Ra ngoài từ thị trấn Chiêm Hóa xuống dưới km 31 đi Hà Giang thì đường rất là đẹp luôn, to, chỗ này thoáng. Đi đường này thì ai không quen cũng có thể là phóng được các bạn nhé, nó rất là dễ đi thôi vì nó không nhiều xe to. Ai đã từng đi trên cung đường này chưa, đã từng đi thủy điện Na Hang hay là đi khu di tích Kim Bình thì phải đi qua đường này đấy các bạn. Còn một đường nữa thì đi xuyên qua huyện Xuân Vân, xã Xuân Vân của huyện Chiêm Hóa, nhưng mà đường ấy có con đèo khét hơn các bạn. Con đèo Kiến Thiết thì ở cái video trước mình cũng đã chia sẻ là rất là dốc rồi đấy. Mình đã từng chia sẻ cái con đèo ở trên kênh rồi, các bạn có thể vào xem là dốc đèo Kiến Thiết thì mình chia sẻ cách đây khoảng mấy tháng này, các bạn vào xem trên kênh. Khu này dân họ bóc gỗ rất là nhiều, gỗ bóc để xuất khẩu cả một dải này luôn. Đây là vẫn chưa hết đèo đâu, vẫn là đèo ấy, khu vực đèo này khá là dài, cả hai chiều hai bên thì nó rơi vào tầm 8-9 cây các bạn ạ, 8-9 cây đường đèo. Đi ở đây thì không dành cho những ai mà say xe nhé, những ai mà say xe thì rất là chóng mặt. Đây đường thì được áp phan đi rất là sướng này. Mình cũng đợt này cũng dự định là đi chia sẻ với các bạn nhiều cung đường, nhiều nơi cảnh đẹp, nhưng mà thực sự là đầu năm thì cũng hơi bận các bạn ạ, các bạn thông cảm nhé. Có thời gian mình sẽ quay rất là nhiều những video để chia sẻ đến các bạn, để có nhiều cái khám phá, tham quan những cái nơi mà mình chưa được đến, chưa được xem, thì mình theo dõi qua kênh của mình, Đỗ Hùng Thạch, DHT. DHT thì nó là viết tắt của Đỗ Hùng Thạch thôi các bạn ạ, để cho nó dễ tìm thôi, thì không có gì đặc biệt cả. Tên mình luôn. Hy vọng là được mọi người ủng hộ, chia sẻ, đăng ký kênh và cả team bình luận cho mình để có những cái tương tác nó phát triển tốt hơn.
rồi có những cái nguồn kinh phí để đi quay được nhiều nơi xa hơn và đẹp hơn nữa. Hiện tại là kinh phí đang eo hẹp các bạn, năm nay kinh tế khó khăn cho nên là nhiều dự định còn chưa thực hiện được, ấp ủ rất nhiều dự định. Để mà lên đường được thì cần phải có một cái chi phí, cho nên là cũng còn phải sắp xếp hợp lý thì mình mới đi được các bạn nhé. Rất là nguy hiểm luôn, đoạn cua gặp xe to thì mình ưu tiên là giảm tốc độ đã, không nên phanh gấp quá và đánh lái loạn xạ các bạn nhé. Chúng ta giảm tốc độ tối đa có thể và căn chỉnh thật chuẩn làm sao mà nhìn có thể là, một là nọt được, hai là tránh tối đa va chạm có thể. Khu này thì nó dạng như ở trung tâm xã, rất là sầm uất, đường to đẹp, trên này xe điện chạy ầm ầm các bạn ạ. Miền núi cũng có xe điện chạy, rừng nó là xe điện không chạy được xa nhé, xe điện giờ chạy 300 400 cây. Trước mặt chúng ta kia không biết là có hội chợ hay là có cái gì mà đông người vậy. Đây chắc là người ta làm gì, hội họp gì đấy, rất là đông người luôn. Tổ chức cái gì đây, hội không biết là cái gì cả, chắc là người ta trồng cây, lễ trồng cây. À, thấy mỗi người bưng một cây, không biết trồng cây gì các bạn ơi. Dân tình cứ mỗi người bưng một cây đứng ở hai bên đường, chắc là giống hết hai cái rạc hai bên bờ này, chắc là hoa đào hay là xưa xiết gì, nhìn giống cây xưa. Cầu Hòa Phú 1 này, nhìn cứ tưởng có vụ gì. Trên này có xe buýt các bạn, xe buýt chạy chuyên tuyến từ huyện xuống tỉnh. Họ trồng rất là nhiều cây luôn, trồng ra tận ngoài này luôn, vẫn thấy cây xếp ở hai bên đường. Dự án này khá lớn. Chúng ta đến đây thì đường nó nhỏ hơn một chút các bạn và đông xe hơn, chúng ta đi lưu ý nhé. Chúng ta những cái trường hợp mà có xe máy chúng ta lên nháy còi để người ta biết đằng sau có ô tô, để người ta tránh cái trường hợp người ta tạt, người ta chuyển hướng mà người ta không biết là sau có ô tô thì rất nguy hiểm. Mình sẽ nháy còi kiểu như vậy để cho người ta biết là có xe ô tô đằng sau, để chủ động quan sát, chứ không thì xe máy nhiều khi người ta không nhìn gương mà người ta cứ rẽ là rất là khó tránh va chạm. Đường này thì công nông chạy rất nhiều, đi mà gặp công nông thì chúng ta cứ phải tránh xa ra, bởi vì công nông người ta đi chậm, xe máy sang đường mà không để ý thì dễ bị người ta tạt đầu các bạn. Đây mình sẽ vượt bác xe buýt này. Vượt thì nên dứt khoát các bạn nhé, vượt trong giới hạn cho phép là đường 80, mình cũng vượt dưới 80 nhưng mà nên dứt khoát, không nên dập dình hai bên. Khi gặp xe ngược chiều là nguy hiểm, cứ vượt quá nên 1 2 cây cũng được, miễn sao là an toàn và kịp để cho chúng ta lên trước, hoặc là nếu mà thấy có xe ngược chiều thì nên chủ động giảm luôn để tránh trường hợp hai xe là đấu lại nhau sẽ rất là khó xử lý. Nói chung là đi đường này rất nhiều cái để chúng ta phải cần suy nghĩ và cân nhắc. Đường giữa đường có cành cây to không biết là do đâu. Đoạn này có công nông này rất khuất tầm nhìn nhưng mà mình có thể quan sát được từ xa nên mình vẫn dám vượt, nhưng mà không quan sát được thì chúng ta không nên vượt những trường hợp như vừa rồi. À, xe máy đây cứ là tín hiệu cho người ta biết là mình đi phía sau để người ta không rẽ sang ngang luôn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đi ra đến km số 31 các bạn nhé. À, đến đường rẽ đi Hà Giang thì cho nó hết cung đường của huyện Chiêm Hóa ra thì các bạn có đi thì xem qua video của mình thì sẽ thấy nó rất là đầy đủ chi tiết luôn.
Yến phát cho cái sát rồi, tưởng cái cành cây rất là nhỏ đó các bạn ạ. Mình nhìn mình tưởng cành cây nhưng mà nó là một cái móc sắt. Hy vọng là lốp của mình nó không ảnh hưởng gì. Đường đi đường thì nhiều cái nó bất ngờ lắm, cho nên là không biết trước cái điều gì cả. Đoạn này là ở Yên Nguyên, trường học của xã Yên Nguyên. Rất nhiều trường học, công sở. Thì ở đoạn này ra đến 31 thì chắc còn khoảng vài cây nữa các bạn. Đây các bạn ơi, trên đường di chuyển thì chúng ta sẽ đi lên trên này thì sẽ gặp một cái chỗ này là cái tượng đài của chiến thắng Cầu Cả các bạn nhé. Đây, chiến thắng Cầu Cả. Chúng ta sẽ đi vào đây để xem ở đây thì nó là khu di tích lịch sử các bạn ạ. Đây, chỗ này chúng ta có một cái bảng bia. Chỗ này thì bia chiến thắng Cầu Cả. Đây. Xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tại đây ngày 6, 14 và 24 tháng 6 năm 1945, đại đội chủ lực giải phóng quân tỉnh Tuyên Quang và du kích địa phương đã phục kích chặn đánh phát xít Nhật, tiêu diệt hơn 100 tên địch, bảo vệ an toàn khu vực giải phóng. Khu giải phóng này. Ngày 5 tháng 11 năm 1947, tiểu đoàn 718 thuộc Trung đoàn và Hà Tuyên, Trung đoàn 112 và dân quân du kích địa phương đã đánh chặn quân chủ lực của Pháp, tiêu diệt gần 100 tên, góp phần bẻ gãy gọng kìm phía Tây của địch, làm chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 các bạn ạ. Đấy là cái thông tin của cái di tích chiến thắng Cầu Cả, Yên Nguyên, Chiêm Hóa này. Chỗ này thì có một cái sân rất là rộng luôn các bạn nhé. Đấy, hai bên thì được trồng những cây thông và những cái cây hoa đại. Đấy. Rất là đẹp. Đằng sau là một cái núi đá rất là lớn. Ở phía bên này các bạn nhé. Phía bên này mình vừa đi qua là cũng có một cây cầu mang tên là Cầu Cả luôn. Phía xa xa đằng kia là những dãy núi đá. Mây đang lên các bạn nhé, mây đang lên rất là đẹp luôn này. Đúng là cảnh đẹp này thì chỉ có ở Tuyên Quang mới có các bạn. Bên này là những dãy núi đá này và con đường quốc lộ 2 của chúng ta chạy phía dưới chân của những cái núi đá rất là cao. Đây. Xung quanh đây cũng có nhà dân và tít trên đỉnh kia có một cái chóp đá kia các bạn. Chỗ đấy mà làm điểm cao phòng thủ thì đúng là quân Nhật mới cả. Quân Pháp thì chỉ có cút về nước là nhanh, đừng có nói sống ở cái đất này được. Đất của chúng ta giữ từng mét đất một. Sau khi di chuyển qua khu vực Cầu Cả các bạn ạ, thì chúng ta đã đi qua cầu Bình Sa và tiếp theo chúng ta phía trước đây là cầu Bợ các bạn ạ. Cầu Bợ được vượt qua con sông Gâm. À, sông Gâm thì được chảy từ huyện Chiêm Hóa xuống các bạn ạ, dòng nước rất là trong xanh. Cây cầu Bợ của chúng ta đây đi qua cái dòng sông, hiện tại là do thủy điện mùa khô cho nên dòng nước khá là cạn. Đấy. Cây cầu Bợ này thì chung là nó chỉ mỗi bên một làn xe thôi các bạn, người ta làm cũng khá là nhỏ, làm cái đoạn phân cách này mình thấy nó hơi bất cập, cứ bỏ cái đấy đi thì hợp lý hơn vì đằng nào xe máy người ta cũng đi lên mà, cái đường ấy làm như thế xe máy họ không đi vào, họ đi ra cái làn ngoài thì ô tô đi thì gần như là 10 xe thì cả 10 xe đều phải lấn sang làn ngược chiều, trong khi cái giải bên cạnh thì không sử dụng được, chắc chỉ cho trâu bò đi rồi chứ người cũng chả có ai đi bộ trên đấy cả, nên mình thấy cái điểm ấy nó hơi lãng phí. Bỏ cái lan can này đi thì xe máy người ta có thể đi gọn một ria đấy thì ô tô nó không bị lấn làn, nhưng mà bảo là cái đi sau xe máy thì đi rất là chậm, đường đi thì lãng phí cả 1 mét, mỗi bên 1 mét cầu luôn. Hy vọng sớm được thay đổi cái đoạn đấy đi, vì ngày xưa chắc người ta tính là đẩy làm cho xe thô sơ với cả gia súc gia cầm đi qua, nhưng mà mình nghĩ cái đấy bây giờ gần như là không có, để là rất là lãng phí, trong khi xe lưu lượng giao thông qua nhiều nó
lãng phí ra một mỗi bên 1 mét đường như thế, không không mình thấy là nó không hợp lý lắm. Hy vọng là sớm được sửa lại cho nó đáp ứng cái nhu cầu đi lại của người dân. Thì qua cái cầu Bợ này thì cũng gần đến với km 31 rồi các bạn. Đoạn này thì là cái đoạn đường rất là cua này. Phía trên người ta dùng toàn keo, keo để lấy gỗ bóc với các bạn. Cái chỗ đoạn đèo gà vừa mình đã chia sẻ là người ta bóc gỗ đấy, thì đa số người ta sẽ dừng dòng cái rừng keo này khoảng 5-6 năm thì người ta sẽ thu hoạch và mang về để làm giấy hoặc là làm gỗ bóc để xuất khẩu. Nó là một cây chủ lực của khu vực Đông Bắc này các bạn. Nhiều các tỉnh miền núi khác có rừng thì người ta trồng keo rất là nhiều. Như một số nơi như ở Yên Bái thì người ta trồng quế, ở Hà Giang người ta trồng hoa hồi thảo quả các thứ. Còn ở những cái tỉnh mà núi nó là đất này thì người ta trồng keo dễ thu hoạch và đem lại cái năng suất cao. Và đoạn này thì đường thẳng thì mình xin vượt các bạn nhé, xin vượt bác xe buýt này vì bác còn đón khách rất là nhiều điểm dọc đường. Đi thì cũng linh động thôi chứ không nhất thiết là phải quá cứng nhắc hoặc là quá ẩu, mà nó lên linh động tùy trường hợp. Chứ mà này thì chúng ta tự tính toán thôi, thì còn không có cái nào nó áp dụng chính xác được 100% rồi các bạn, miễn là không vi phạm luật là được. Như chỗ này chúng ta có thể nhìn thấy đằng trước kia có một con xe ngược chiều thì chúng ta sẽ không nên vượt khi đã nhìn thấy từ xa rồi các bạn nhé. Vì khi mình lên được đến gần con xe phía trước thì con ngược chiều nó cũng đã chạy gần đến rồi, thì nó sẽ rất là đối đầu nhau. Đấy. Khi xe ngược chiều đi qua chúng ta thấy quan sát được thì chúng ta sẽ xin vượt bác cổ vồ này. Đấy, nó rất là đơn giản các bạn nhé, nếu mà chúng ta quan sát được. Bác hồ vồ bác đi rất chậm, thì khoảng 30 cây trên giờ thôi, xe nặng. Mà mình cứ đi sau bác ấy thì nó sẽ rất là mất thời gian và cũng chưa chắc là an toàn đâu các bạn, vì đi sau là bị khuất tầm nhìn, không nhìn được, rất là mất an toàn. Chúng ta cứ cảm thấy đường thẳng là xin vượt, mà người ta cho vượt là vượt thôi. Cũng có bác thì sinh nhan an toàn thì sinh nhan ra tín hiệu cho mình vượt, còn những bác mà bác cũng không để ý đâu, mình quan sát nếu mà thấy đường thoáng, đường vắng đủ khả năng để vượt được thì mình cứ vượt thôi. Thì còn chờ mà các bác sinh nhan, nhiều khi các bác không để ý là chúng ta cũng không có cơ hội vượt nữa, là qua một cái đoạn có thể vượt được. Đấy, như đoạn này thì rất là thẳng đẹp nhưng mà đường lại nhỏ các bạn ạ. Đấy, nhỏ hơn những cái đoạn vừa lúc trước chúng ta đi qua, nhưng mà được cái nó thẳng thì dễ quan sát. Nhà dân chỗ này thì không đông, từ xa xa để máy quay chắc không nhìn thấy, nhưng mà bằng mắt thường mình đã nhìn thấy tuyến đường quốc lộ 2 đi lên Hà Giang có những cái xe người ta cắt ngang phía trước. Chỗ này chúng ta nên giảm tốc độ này, vì cái xe máy này không biết như nào. Mình có lắp cái bộ hấp kính này thì nó cũng cảnh báo trước những cái đoạn đường mà cảnh báo tốc độ, đường giao nhau và camera phạt nguội các bạn ạ. Nên chúng ta chạy nó cũng yên tâm hơn khi đi đường lạ các bạn nhé. Đi những tuyến đường lạ thì nhiều khi có những cái thiết bị này nó hỗ trợ chúng ta để chúng ta đi được nó an toàn và đúng luật, tránh trường hợp là không biết mà vô tình vi phạm. Đấy, Thành Long 3 km, Thiên Quang 31 km, Hà Giang thì 124 km. Đây, bác nào có nhu cầu đi cao nguyên đá thì sẽ phải, còn nhu cầu đi thủ đô, đi thành phố Tuyên Quang, Phú Thọ, các tỉnh miền xuôi thì chúng ta rẽ trái nhé. Đấy, ra đây chúng ta quan sát hai bên đủ an toàn đây. Bác xe máy bác đi cẩn thận cực kỳ luôn, bác đi chậm hết mức có thể, an toàn các bạn. Thì sau khi khoảng gần 40 cây đi từ thị trấn Chiêm Hóa ra thì mình cũng đã đến với đây. Công bác ấy vượt con xe máy chiếm hết đường của mình luôn. Khoảng gần 40 cây thì mình đã ra đến đường quốc lộ 2 rồi, không còn ở trong 2C nữa, ra quốc lộ 2 các bạn nhé. Đoạn này thì đang được mở rộng làm cống rãnh. Đường này chắc người ta mở rộng thêm ra đây.
quốc lộ 2 liên tỉnh Hà Giang thì nó phải rộng ra một chút, vì cũng đang có đường cao tốc rồi nhưng mà vẫn nên sửa chữa cho nó rộng ra để cho nó an toàn các bạn. Thì video của mình cũng khá dài rồi, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, chia sẻ để nhiều người biết đến những cái cung đường mới, những cái cảnh đẹp, những cái di tích lịch sử, những cái văn hóa của mọi miền Tổ quốc. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến giây phút này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.